Đúng luật các vị tỳ khưu không được nhận bao thơ, nhưng gần đây con vẫn thấy hình ảnh các vị nhận bao thơ. Bao thơ tức là tiền ấy. À, quý vị chắc từ một chút. Này. Sư đã có một vài 10 video để tôi coi đây. Hiện tất cả. Nè, sư cũng có nói một vài cái vấn đề về tiền rồi ha. Thứ nhất là cái việc mà lạm dụng tiền bạc trong đời tu ha. Rồi tứ vật dụng là gì, có cúng dường tiền được hay không đấy, thì sư đã nói nhiều rồi, nói về cái vấn đề tiền này nó rất là nhiều. Cái tu như hồi bây giờ đó, nếu mà quý vị có cái hứng thú á, thì tìm lại những cái video của sư, nhất là những câu hỏi sư đã trả lời về vấn đề tiền bạc. Sư trả lời nhiều rồi, bây giờ sư cũng chán, chả muốn nói nữa. Nó kẹt cái là tu sĩ thời nay đó, tu sĩ thời nay ở Việt Nam đó, ở Việt Nam thí dụ như là những cái vị mà nổi tiếng á, những vị trưởng lão á, các vị đó chỉ cần tuyên bố bây giờ tôi không nhận tiền, các vị đó vẫn sống khỏe. Nhưng mà những vị mà bình thường á, những vị tu sĩ bình thường á ở Việt Nam á, thì sống như thế nào, nó là cả một vấn đề. Xin thưa nhé, tiền điện không có được miễn phí đâu nha, tiền nước cũng y chang như vậy ha, thậm chí tiền ăn, nhất là đặc biệt là bây giờ mình nhiều nơi không được đi khất thực, tiền ăn nó cũng là một vấn đề nha. Rồi đó là chưa kể có những cái món khác, mặc dù đời sống tu sĩ thì ít phải mua sắm, nhưng ít nhất là thuốc men là cũng phải có. Nên xin thưa quý vị cứ nghĩ là Phật tử cúng dường thuốc là cho mấy sư cũng đủ rồi. Sư hỏi quý vị nha, tới hỏi bệnh đi. Nhập viện chưa gì hết, ứng trước 6 triệu, chục triệu bệnh viện họ đâu có nhìn. Thôi sư thì chắc khỏi có tiền đi, đâu ra nhập viện là ứng trước 6 triệu, chục triệu rồi đó, chưa kể tiền thuốc men. Rồi đi lại, đi tới đi lui, đi khám bệnh, đi làm giấy tờ, đi thậm chí đi tới nhà cư sĩ. Quý vị biết là có một số cư sĩ họ nghèo đến mức mà họ mời mấy sư đến đến chỉ để họ cúng dường được bữa ăn thôi, chứ còn không có bao thơ gì hết trơn. Thì những cái đó thì mấy sư vẫn phải bỏ tiền túi ra. Mà nếu mà sư đi xe buýt á, thì cũng phải bỏ tiền ra. Thành thử sư nói đương nhiên nếu mà quý vị giữ được cái giới này, không giữ tiền á, có phước nhiều lắm. Nhưng mà chỉ một số ít ở Việt Nam mới giữ được cái đó thôi, còn lại thì không giữ được. Cũng có chùa làm như miếng vậy đó. Cũng có một bộ phận cư sĩ nắm tiền mà người ta gửi cho mấy ông sư á, thì họ gửi giữ giùm giống như cấp giá đó. Mà quý vị không biết là có nhiều trường hợp họ cầm họ đi luôn à. Mà một vị sư nó kẹt như vậy nè, thậm chí người ta mở tiền ra lấy trộm á,
cũng không có báo công an ha. Thành thử họ lấy thì đó là nghiệp của họ. Thành mà quý vị cứ nghĩ đi, quý vị cúng dường tiền cho cấp quý giá họ giữ xong á, rồi họ nắm luôn. Một là họ nắm ông sư sư theo ý của họ, hai là họ nắm tiền họ đi luôn. Cho nên là ở Việt Nam cái chuyện mà giữ cái giới này nó không có đơn giản như quý vị nghĩ. Quý vị cứ tu đi rồi quý vị sẽ thấy. Quý vị có thể nói là thời nay sẵn sàng chết vì đạo không có nhiều thì cũng tùy.